Đây là mẫu áo khoác Brandon Black cổ điển nằm trong bộ sưu tập mới nhất 2021 của Giant. Với chất liệu da mềm, co giãn, có lỗ thoáng khí tạo cảm giác thoải mái khi chạy xe. Và với thiết kế giáp ở vai, khuỷu tay, lưng có thể tháo rời. Và phía đằng sau thì logo Giant được in dập nổi rất tinh tế. Và đây là một mẫu áo rất phù hợp với lại xe Trident 660. Hãy đến ngay với showroom Trident gần nhất hoặc gọi ngay hotline để được sở hữu mẫu áo này nhé.